Kính thưa anh Linh, các anh hùng liệt sĩ, kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân, 77 năm đã trôi qua kể từ ngày 27 tháng 7 năm 1947. Hàng năm cứ đến ngày này, những nén tâm hương của bao thế hệ người Việt lại được thắp lên thành kính khắp các nghĩa trang đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đó là đạo lý, là truyền thống quý báu của cả dân tộc Việt Nam. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm nay tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hiệp Hòa, nơi an nghỉ của 212 người con ưu tú của quê hương đất nước, những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng với thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân tổ chức lễ thắp nến tri ân và cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ. Thay mặt ban tổ chức chương trình, xin bày tỏ tấm lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Chúng ta cũng thành kính tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần trong những ngày gần đây. Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể bà con nhân dân đã có mặt tham dự buổi lễ đầy ý nghĩa này. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân, chiến tranh khốc liệt đã lùi vào quá khứ, đất nước ta đã hoàn toàn thống nhất, nhân dân ta được hưởng nền độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Để có được ngày hội toàn thắng, đất nước ta, dân tộc ta đã mất đi hàng triệu người con ưu tú nơi chiến trường, hàng triệu người khác mang trên mình thương tật và bao nhiêu cảnh đời chịu mất mát ly tan. Máu xương của các anh liệt sĩ đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, chiến công của các đồng chí đã đi vào lịch sử dân tộc, trở thành những trang sử vàng chói lọi để thế hệ hôm nay và mai sau còn mãi tự hào. Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ, dâng nén hương thơm mà khóe mắt cay cay, cắm xuống bộ phận của các đồng chí mà lòng bùi ngùi thương xót. Những ngày này, các đồng chí có thêm nhiều hoa tươi, nến sáng, từng đoàn người tấp nập viếng thăm, nhưng làm sao bù đắp được tuổi thanh xuân của các đồng chí đã hiến dâng cho đất nước. Sự hy sinh mất mát này là hết sức to lớn, là không gì bù đắp được. Nhưng chính sự hy sinh của các đồng chí đã làm rạng rỡ quê hương đất nước, đã ươm những mầm xanh, những chồi non lộc biếc của hòa bình và khát vọng. Tinh thần của các đồng chí sẽ luôn sống mãi với quê hương, sống mãi với tình yêu thương của đồng bào, đồng chí. Đó chính là sự trường tồn, bất diệt và cũng là chân lý, là lẽ sống mà không thể bất cứ một thế lực có thể nào khuất phục được. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng sự đóng góp của các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi ghi vào trang sử vàng oanh liệt của dân tộc như một thiên anh hùng ca bất diệt. Những ngọn nến, những nén nhang dâng lên các liệt sĩ ngày hôm nay là lời hứa quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hiệp Hòa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam anh hùng, nguyện không ngừng lao động, rèn luyện, cống hiến hết mình vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như ước nguyện của các đồng chí một thời cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh to lớn của các đồng chí. Cầu chúc cho anh Linh các anh hùng liệt sĩ an nghỉ ngàn thu. Xin kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các anh hùng liệt sĩ. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu, các đồng chí thương binh binh, gia đình chính sách cùng thể bà con dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.